Rồi chiều hôm nay em có cập nhật clip hai con đực ba b là lỡ nha anh chị. Hai con bò này tầm 20 tháng tuổi đó, thì mẫu này là mẫu mẹ cọp anh chị ơi. Đó thì hai bông muối tiêu nha anh chị. Đó thì hai cặp bò này thì ước lượng thì tầm 19-20 tháng anh chị ơi. Đó thì lâu quá chủ nhà cũng không nhớ rõ, nhưng mà chiều cao thì tầm 1m4 nha anh chị. Đó, thì hai con bò này thì chưa rớt răng nha anh chị, nhưng mà quá độ anh chị, cơ dài quá, đùi quá dữ. Đó thì do số lượng đông quá chủ nhà cũng hơi tắm nhìn hơi dơ chút, nhưng mà pin lực nha anh chị. Đó dài đòn con muối tiêu cặp và đầu trụi muối tiêu nha anh chị. Bò này tương lai mà bò nọc cũng được anh chị ơi. Đó chân cặn hết nối luôn, mình đồ có điều kiện bắt về dỗ béo đường dài anh chị. Đó ủ thêm dỗ thêm. Đó thì cặp bò đực ba bê này là quá dữ anh chị, lưng dây giò cẳng cối nha anh chị. Đó cu là cu thắt nha, đích thúng nha, cơ lực. Đó quá độ cho con bò này luôn anh chị. Thì hai con bò này cũng tầm 5-6 trăm hơi rồi. Đó đực ba bê muối tiêu cặp đực này quá giờ lực anh chị. Đó thì anh chị nào có cần bò đực vô béo, bò cái sinh sản, các giống bò bò kem 3B, F1 sữa, F2 sữa, bò gu, bò vàng, bò mẫu độ gì thì liên hệ số điện thoại em để cho màn hình đặt số lượng này, em sẽ cung cấp cho anh chị kết bạn Zalo xem bò. Đó thì giá cả mình thương lượng qua điện thoại anh chị. Đó thì chăn nuôi bò giống Long An luôn cung cấp các giống bò để cho anh chị về nuôi phát triển kinh tế. Đó thì bán kèm luôn hai con cái vỗ béo nữa anh chị. Đó thì một con cái ba bê, cái bê này tầm 1 tuổi hơn anh chị. Đó đích thúng nha anh chị, lưng đôi, chân cẳng hoàn thiện, bao ăn uống anh chị. Đó quá trời cái mông cái đùi đích không anh không. Đó anh chị gần xa thì thích mấy con bò này cứ liên hệ số điện thoại để màn hình, bán cũng sát giá thịt luôn anh chị ơi. Đó anh chị nào có cần thì liên hệ em. Đó chuồng này thì quá đông, cả 4-5-3 ngày mới dọn một lần anh chị, quá phân quá thức anh chị ơi. Đó giờ qua tới con cái kem anh chị ơi. Đó vòng hai nha anh chị, đích thúng đích muối nha anh chị. Đó thì con bò này cũng tầm 12 trên tuổi rồi anh chị. Đó thì do không có để sinh sản được thì anh chủ nhà chú nhà quyết định bán hai con bò cái này về cho anh chị vỗ béo thêm. Đó quả trời cái đích không mong đùi luôn, bò này là nội tiền thạch là trên 20 triệu rồi nha anh chị. Đó thì anh chị gần xa thích cặp bò cái vô béo và cặp bò đực thì liên hệ số điện thoại để em để trong hình, giá cũng cực kỳ hợp lý luôn anh chị, không cắn thịt bao nhiêu. Đó thì cặp đực chủ ra mức giá là 95 triệu nha anh chị, cặp cái thì chủ ra giá là 42 triệu. Anh chị nào có cần thì liên hệ số điện thoại em để trong màn hình.